Xin chào quý khách hàng, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì thời điểm tháng 9 năm 2023, em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz ở thời điểm tháng 9 này. Thì thời điểm này thì đang được nhà nước giảm 50% thuế trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Và ngoài ra cũng được đại lý hỗ trợ thêm một phần tiền mặt nữa. Nên là hiện tại lăn bánh chiếc xe này nó chỉ xem với cả cái giá niêm yết của xe thôi. Thì cụ thể giá các phiên bản như sau. Toyota Veloz thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 658 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm 25 triệu tiền mặt cộng với tặng về anh chị một gói phụ kiện chính hãng và đang được nhà nước hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị lăn bánh chỉ cần khoảng 607 là lăn bánh được rồi. Nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em khoảng 107 là mang xe về. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản Cross Top thì có giá niêm yết là 698 triệu, và thời điểm tháng 9 này thì bên em đang giảm cho anh chị là 26 triệu tiền mặt cộng với giảm 50% thuế trước bạ, thì anh chị chỉ cần khoảng 701 là lăn bánh thôi. Còn nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần số tiền khoảng 108 là mang xe về được rồi. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz này. Thì bây giờ em sẽ trước mắt chúng ta đây thì sẽ là một chiếc xe phiên bản top. Phiên bản top màu đỏ. Màu này thì cũng nhiều anh chị quan tâm này, bởi vì là nhiều anh chị chọn màu theo mệnh này, thì chiếc xe này hợp với các anh chị là mệnh thổ, mệnh hỏa. Veloz top và Veloz bản tiêu chuẩn thì có ngoại thất tương đối là giống nhau, gần như là rất là khó phân biệt, nó chỉ khác nhau một vài cái chi tiết như là la răng này, như là các cái mắt camera 60, nhưng mà bản top này có camera 60 này, có mắt ở phía trước, có mắt ở trên gương, và la răng của phiên bản top nó sẽ to hơn một inch, cũng như là cái thiết kế nó sẽ khác nhau. Còn về đèn này, về đèn sương mù, về ngoại thất hoặc về cảm biến lùi phía sau thì đều như nhau hết. Đèn thì được dùng đèn full LED rồi này, được trang bị là cục mở gương tự động, và ngoài ra thì cũng được trang bị là cảnh báo điểm mù trên gương cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Và có một cái đặc biệt nữa là đây là một chiếc xe 7 chỗ và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ ngang với một chiếc xe 5 chỗ thôi. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu được hỗn hợp của xe chỉ có 5,8 lít trên 100 cây được hỗn hợp, rất tiết kiệm cho anh chị nào chạy gia đình và kể cả là mua xe để đầu tư chạy kinh doanh thì chiếc xe này rất là phù hợp. Em sẽ vào phần nội thất để cho anh chị thấy cái nội thất của xe. Xe này thì có nội thất chủ yếu là màu đen. Xe nguyên bản thì sử dụng ghế là ghế da, tuy nhiên là bên em cũng mới độ lên chiếc xe này cho khách hàng là một bộ ghế da theo đúng tông ngoại thất luôn, ngoại thất là màu đỏ, thì anh khách chọn là nội thất ghế bọc da đỏ, chỉ đỏ và lòng ghế là màu đen, rất là phù hợp với cả xe. Ngoài ra thì chủ xe cũng lựa chọn thêm cái gói độ là màn hình Android, tất cả đều làm trong hãng. Vừa rồi thì em cũng vừa để đổ xe lên, anh chị xem cái màn hình trung tâm của xe thể hiện rất nhiều thông tin ngày tháng này, rồi các chế độ hiển thị khác nhau, màn hình rất là lớn, km này, rồi có 4 chế độ hiển thị khác nhau, hốc để cốc này, có đèn xe thì được trang bị bản cao cấp này thì được trang bị cái bộ tính năng an toàn Toyota Safety Sense, có cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm này, có đèn pha tự động này, gương tự động này, rồi ngoài ra thì có chuyển chế độ lái, đây là nút để bật camera 60 này. Đây. Còn điều hòa thì là điều hòa tự động một vùng, phanh tay điện tử, sạc không dây, những tính năng rất là nổi trội so với cả các đối thủ. Em sẽ qua cái hàng ghế thứ hai để cho anh chị xem qua. Đây là hàng ghế thứ hai của xe. Hàng ghế thứ hai của xe thì như đây em đã để là cái màn hình zin của xe này, lắp màn hình Android và trả khách cái màn hình zin về để lưu trữ và có thể để lại cho khách hàng. Vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là chính sách của chiếc xe Toyota Veloz thời điểm hiện tại.
cũng như là giới thiệu cho anh chị qua sơ bộ về chiếc xe này, chiếc xe bên em chuẩn bị giao, lắp những cái gì, độ những cái gì. Và anh chị nào quan tâm đến dòng xe Toyota Veloz bên em thì vui lòng để lại số điện thoại, vui lòng liên hệ với cả hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.